rắn là một loài động vật rất đáng sợ với rất nhiều người. Và không ít trường hợp rắn bò vào nhà, nhiều người đã dùng các biện pháp để đuổi rắn, trong đó có rải bột hùng hoàng để đuổi nó. Vậy bột hùng hoàng là gì? Sự thật bột hùng hoàng có đuổi được rắn không? Chúng ta hãy xem video này nha. Hùng hoàng có thành phần chính là asen sunfua, as, trong đó asen chiếm khoảng 70,1%, lưu huỳnh chiếm khoảng 29%. Asen hay một số nơi gọi là thạch tính là một chất gây ung thư mạnh và gây độc cho người. Nó gây ung thư ở nhiều cơ quan, bộ phận khác nhau như da, phổi, bàn quan tiết niệu, thận, gan. Chỉ cần 100mg asen có khả năng chết người. Còn lưu huỳnh tiếp xúc trong thời gian dài có thể làm tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến hô hấp, chức năng tim mạch và gây giảm thị lực. Ngoài ra khi rắc bột hùng hoàng, sẽ bay vào không khí, ngấm vào đất nước gây ô nhiễm. Vậy bột hùng hoàng có tác dụng đuổi rắn hay không? Như trong hình ta có thể thấy rắn có thể bò qua bột hùng hoàng, mặc dù rải rất dày bột hùng hoàng. Từ đó, ta có thể thấy bột hùng hoàng không có tác dụng đuổi rắn. Để phòng ngừa rắn bò vào nhà, các bạn nên phát quan bụi cỏ, dọn dẹp nhà cửa vì rắn rất thích nơi có bóng mát. Ngoài ra nếu có thể các bạn có thể rào lưới xung quanh và nuôi chó, mèo để phòng tránh rắn hiệu quả hơn.